Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ đê ven biển, từ đầu năm 2021, tỉnh Nghệ An phê duyệt khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển ở những khu vực cần thiết tại 5 huyện, thị xã. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai thực hiện nhằm bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên và giảm thiểu sói lở bờ biển. Huyện Diễn Châu có 12 khu vực nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển, đi qua 5 xã với diện tích hơn 1,4 triệu mét vuông. Từ khi có quy hoạch, huyện đã xây dựng các phương án bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các dịch vụ hệ sinh thái và bảo vệ các quần thể trước nguy cơ ngập lụt, sói lở ven biển. Tuyên truyền cho bà con, nhân dân biết được là các cái khu vực cần phải bảo vệ và từ đó là có các cái phương án, các cái chủ trương để mà xanh hóa các cái vùng đất rừng phòng hộ hoặc là rừng ngập mặn, chỉ đạo các xã cùng những các đơn vị liên quan ấy. Khi mà có các cái dự án đầu tư trên các cái địa bàn xã ven biển thì lưu ý các cái khu vực đã được cắm mốc. Còn tại huyện Nghi Lộc có 3 khu vực được thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển cấp thiết tại 2 xã Nghi Tiến và Nghi Yên. Do đây là những khu vực dễ gây sạt lở, lại có nhiều hộ kinh doanh dọc ven biển nên ngoài việc đo chụp diện tích cây xanh, cấp ủy chính quyền địa phương đã kiểm tra giám sát chặt chẽ việc xây dựng cơi nới của người dân trong hành lang bảo vệ bờ biển. Ủy ban huyện đã chỉ đạo các phòng ban ngành và ủy ban xã đã tổ chức kiểm tra phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường để mà công bố cái bản đồ quy hoạch và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân được biết. Thứ hai nữa là tổ chức khảo sát và lập cái kế hoạch để mà trồng các cái cây xanh, cây chắn sóng, chắn cát ở các cái vùng mà nằm trong cái quy hoạch. Do tác động của biến đổi khí hậu, triều cường, nhiều đoạn bờ biển của Nghệ An thường xuyên bị sói lở. Trong khi đó, nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ngày càng cạn kiệt dần. Tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 31/2021, quy định về quản lý hành lang bảo vệ bờ biển tại 21 khu vực của 5 huyện, thị xã ven biển. Trong đó tập trung nhiều giải pháp quan trọng như cấm xây dựng các công trình trong khu vực đã được quy hoạch, tăng cường trồng thêm cây xanh chống sói mòn, xây dựng kè chắn sóng. Những biện pháp này sẽ góp phần bảo vệ tốt hạ tầng, môi trường khu vực ven biển đang bị đe dọa. Trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì để đảm bảo cái an toàn, trước hết là đề nghị các cái địa phương đơn vị là phải thực hiện nghiêm quy định của tỉnh, tuyệt đối không được xâm phạm, lấn chiếm cái hành lang bảo vệ gây nguy hiểm trong cái việc phòng chống bão, rồi bão lớn, siêu bão và dòng chống sóng. Việc tuân thủ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển sẽ giúp giảm thiểu và thích ứng với các tác động của sói lở bờ biển, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Từ đó, bảo vệ và ổn định cơ sở hạ tầng tại vùng bờ Nghệ An, đảm bảo hài hòa mục tiêu giữa phát triển kinh tế và phòng chống thiên tai.